Yêu Chiến bị nhân viên coi thường ngay sự kiện, thái độ của nam diễn viên khiến fan đau lòng. Mỗi lần ký tên trên thảm đỏ, khán giả đều thấy một hành động lắp bút rất mạnh của Tiêu Chiến. Tuy chỉ là một hành vi rất nhỏ, thế nhưng thực tế nó lại là một bóng ma tâm lý theo nam diễn viên suốt nhiều năm. Tại làng giải trí Hoa ngữ, Tiêu Chiến đang là một trong những đỉnh lưu được vô số kẻ săn người đón, sở hữu dàn hậu cung độc đảo, là con cưng của nhiều nhãn hàng cao cấp. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước khi có địa vị và tiếng nói như hiện tại, ngôi sao Trần Tình Lệnh đã từng phải đối mặt với không ít khó khăn đến mức bị nhân viên coi thường. Cụ thể thời điểm mới vào nghề, lần đầu tiên đặt chân trên thảm đỏ, Tiêu Chiến đã rơi vào tình huống vô cùng ngại ngùng và khó xử khi nhân viên trong sự kiện đã đưa cho anh một cây bút hết mực để ký tên. Lúc đó ngôi sao 9X chỉ biết lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn, trên khuôn mặt là nỗi buồn khó diễn tả. Chính sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên lúc đó đã khiến trong lòng Tiêu Chiến xuất hiện bóng ma tâm lý. Sau này dù đã nổi tiếng và trở thành nghệ sĩ hàng đầu showbiz, anh luôn giữ thói quen lắp bút để kiểm tra xem trong bút còn mực hay không rồi mới ký tên. Dù chỉ là chuyện xưa nhắc lại, nhưng lần nào cũng khiến người hâm mộ và công chúng không thôi xót xa, thương cảm với tình cảnh của Tiêu Chiến trong quá khứ. Tiêu Chiến xuất đạo với tư cách là thành viên nhóm nhạc X9, sau đó lấn sân sang con đường phim ảnh và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Một bước lên mây nhờ vai diễn Ngụy Vô Tiện trong siêu phẩm Đàm Mỹ Trần Tình Lệnh. Tuy không được đào tạo từ trường lớp chuyên nghiệp, nhưng diễn xuất của Tiêu Chiến khá tự nhiên, không quá gồng, nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Nhưng cũng về chiến thắng đến quá nhanh mà có một khoảng thời gian Tiêu Chiến đã phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật khi sự cố 227 xảy ra có liên quan tới fan Tiêu Chiến. Sau khi quay trở lại làng giải trí, sự nghiệp của anh có thêm bước tiến mới, gặt hái được vô số thành công địa vị, càng thêm vững chắc hơn. Có thể nói, nhiều người cảm thấy rằng nhờ Trần Tình Lệnh mà Tiêu Chiến nổi tiếng sau một đêm. Thế nhưng thực tế khi đó anh cũng đã 28 tuổi và cũng hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm. Và cho đến hiện tại, sự nghiệp của Tiêu Chiến cũng không hề dễ dàng. Minh chứng rõ ràng nhất là các tác phẩm của anh hầu như đều khó khăn trong việc lên sóng. Tác phẩm đang được mong chờ nhất hiện nay là Ngọc Cốt Dao. Dẫu đã quay xong một thời gian dài, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có tín hiệu về một lịch phát sóng cụ thể. Khán giả lo lắng bộ phim sẽ rơi vào tình trạng giống Dư Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn, chật vật suốt 2 năm mới chiếu. Nhưng kể từ siêu phẩm cổ trang hè 2019, tài tử họ Tiêu chưa có thêm tác phẩm nào ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, diễn xuất và đài tử của Tiêu Chiến cũng gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhận thấy thiếu sót của bản thân, nam diễn viên đã tập trung cải thiện khả năng diễn xuất. Theo người trong ngành, Tiêu Chiến rất chăm chỉ rèn luyện đọc thoại. Anh không chỉ học thêm đài tử từ giáo viên hướng dẫn mà còn tự mình tìm tòi và học hỏi thêm. Dự án gần đây nhất của Tiêu Chiến là Nắng Gắt Bên Tôi, hợp tác với Bạch Bách Hà. Nguồn tin cho biết, nam diễn viên đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý đến diễn xuất trước khi vào đoàn. Do vậy, anh đã quay phim trong trạng thái thoải mái và ít khi bị áp lực. Thời gian gần đây, Quảng Điện quản lý khá sát sao việc sản xuất và phát hành phim ảnh. Phía trên cũng khuyến nghị các diễn viên nên sử dụng giọng thật thay vì mượn giọng của diễn viên lồng tiếng. Thông báo của Quảng Điện đã khiến nhiều minh tinh đứng ngồi không yên, bởi lẽ yêu cầu này đòi hỏi diễn viên cần có giọng thoại ổn định và truyền tải được cảm xúc của nhân vật. Tuy đài từ là một trong những kỹ năng cần thiết, nhưng không phải ai cũng làm được. Đáng nói, Tiêu Chiến là diễn viên tay ngang và chưa qua đào tạo bài bản từ trường lớp. Vì vậy, anh cần phải cố gắng hơn các diễn viên chuyên nghiệp để củng cố năng lực diễn xuất. Tinh thần ham học hỏi của Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Bên cạnh đó, fan của nam diễn viên cũng cảm thấy tự hào và ấm lòng khi thần tượng luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc.